Theo đó, việc tiêu thụ sản phẩm chậm trong thời gian gần đây đã khiến nhiều doanh nghiệp vật liệu xây dựng phải dừng một số dây chuyền sản xuất sản phẩm. Việc này dẫn đến dòng tiền tài chính để trả nợ cho ngân hàng và chi phí nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất rất khó khăn. Để tháo gỡ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các doanh nghiệp vật liệu xây dựng phải trao đổi với ngân hàng để khoanh, giãn, có lộ trình trả nợ phù hợp. Đồng thời, các doanh nghiệp phải tái cấu trúc quản trị, tài chính, đầu tư vào nguyên liệu đầu vào để nâng cao chất lượng, hiệu quả cạnh tranh của sản phẩm.